Suy niệm tin mừng thứ Nhật 28 mùa thường niên năm B Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ Sự sống đời đời là mục tiêu tối hậu Mục đích và nghĩa cuộc đời là một tiến trình tìm kiếm và khám phá Đồng thời thực hiện cho tới chết Như bánh xe cuộc đời không bao giờ dừng lại Tiến trình này cần phải rất khôn ngoan Chuyện kể rằng Ngày nọ, triết gia Diogen của Hy Lạp đã đến giữa chợ Athens và dựng một cái cân lèo có treo một bảng lớn với hàng chữ như sau. Tại đây có bán sự khôn ngoan. Một bậc khoa cử tình cờ đi qua cân lèo, đọc được lời giao báo cử thầm trong bụng. Nhưng muốn biết đằng sau cân lèo ấy có những gì Ông sai người đề tớ mang tiền đến và hỏi mua cho bằng được cái mà người bán gọi là sự khôn ngoan. Người đề tớ ra đi làm theo lời dặn của chủ. Anh đưa cho Diogen ba cắt bạc và nói rằng chủ của anh muốn có sự khôn ngoan. Cầm lấy ba cắt bạc bỏ vào túi, tiết gia nói với người đề tớ một cách long trọng như sau. Hãy về đọc lại cho chủ anh nghe câu này trong tất cả mọi sự hãy nghĩ đến cùng đích vị khoa bảng thành Aten vô cùng thích thú về lời khôn ngoan này ông đã cho viết trước cửa nhà như khung vàng thước ngọc để chính ông suy niệm mỗi ngày và tất cả những ai qua lại trước nhà ông đều có thể đọc thấy câu trên chàng thanh niên trong đoạn tin mừng hôm nay trạc tuổi từ 18 đến 35 ý thức rõ về tôn giáo của mình với những khả năng ước muốn tương quan với xã hội anh đang sống. Có thể anh đã có một nghề một công việc ổn định, đã lập gia đình nhận thức rõ về quyền lợi bổn phận và trách nhiệm, xứng tầm với anh, có thể anh đã thành công về mặt xã hội, hoàn thiện bản thân qua việc tuân giữ lệ luật tôn giáo. Anh cảm thấy việc xác định ý nghĩa và mục đích cuộc đời là điều khẩn thiết phải làm để định hướng cho cuộc đời của anh. Những câu hỏi được đặt ra, sống để làm gì, đâu là ý nghĩa và mục đích của đời người. Cụ thể hơn, anh tìm đến, gặp, hỏi Chúa Giêsu lại thầy nhân lành tôi phải làm gì để được sống đời đời. Mắc cô chương 10 câu 17 tiền bạc của cải anh đang thủ đắc xem ra không phải là sự quý nhất của con người vì anh đã có trong tay tất cả mà chưa thỏa mãn có những thứ khác như văn hóa tài năng trí phán đoán mà người xưa gọi là sự khôn ngoan tài sản quý giá hơn mọi thứ mà con người có thể sở hữu được salomon một vị vua khôn ngoan vô tiền khoáng hậu trong giấc mơ kỳ diệu đã xin Thiên Chúa ban cho mình sự khôn ngoan hơn là được giàu có. Ông nói, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan. Tôi kể sự giàu sang như không. Trích sách khởi nguyên chương 7 câu 8 Chúa Giêsu chính là đấng khôn ngoan. Có được Chúa Giêsu là có được Thiên Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan. Sự sống đời đời là điều chàng thanh niên trong tin mừng cũng như chúng ta ngày hôm nay đang tìm kiếm. Nhưng từ chúng ta không thể có được phải cậy nhờ vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Chàng thanh niên đã chạy đến với Chúa Giêsu quỳ gối để xin Chúa chỉ cho anh việc phải làm để được sống đời đời. Chứng tỏ là anh biết chắc sự giàu có của anh không làm thỏa mãn, nhất là không bảo đảm cho anh khiến anh đi tìm kiếm một thứ hạnh phúc cao hơn có giá trị vững hơn là của cải vật chất. Nên anh đã tìm đến với Chúa Giêsu, nỗ lực tìm kiếm với thiện ý là một chuyện, phấn đấu để đạt được lại là một chuyện khác. Những cản trở như vũ bỏ sự giàu có ở bên ngoài để làm giàu trong tâm hồn, từ bỏ của cải ở dưới đất để đấu lấy kho tàng trên trời là sự sống đời đời trước một đòi hỏi quyết liệt của Chúa Giêsu, một sự đánh đổi, một trận lửa khó khăn, chàng thanh niên xa sầm nắc mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Mắc cô chương 10 câu 22. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn theo anh với đầy vẻ luyến tiếc, thở dài và tuyên bố: người giàu có vào nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Mắc cô chương 10 câu 23 25. Các môn đệ nghe Chúa nói cảm thấy sốc vô cùng. Phêrô con người bộc trực không chịu nổi bàn thưa: "Thưa thầy, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, chúng con sẽ được gì?" Mắc cô chương 10 câu 28. Nhờ câu hỏi của Phêrô, các ông được Chúa chỉ cho thấy sự giàu có của nước trời khác với sự giàu có của thế gian. Tài sản của nước trời không phải là tài sản mà thế gian tìm kiếm Sự sống đời này và đời sau, ý nghĩa và cùng đích cuộc đời Thiên Chúa là đáng làm chủ vũ trụ sẽ không chịu thua lòng quảng đại của con người Ngài sẽ trả lại cho lòng quảng đại của con người gấp trăm ngàn lần Những gì họ đã quảng đại với Chúa và với anh em Ai bỏ cha mẹ, vợ con, anh em nhà cửa ruộng đất Vì thầy và vì tin mừng thì sẽ được trả lại gấp trăm ngay bây giờ cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu. Mất cô chương 10 câu 2930 Đó là điều không phải ai cũng nhận ra. Có người nhận ra nhưng ngại ngùng đáp trả vì Chúa ban cho họ gấp trăm cùng với ngược đãi bắt bớ. Ai nhận ra và dám đánh đổi sự giàu có vật chất ở đời này để có được sự giàu có theo kiểu Chúa ban? đó là kẻ khôn ngoan Như chúng ta đã nói ở trên Có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa là được chính Thiên Chúa Có Chúa là có tất cả Và điều đó quý giá hơn mọi trân châu bảo ngọc trên trần gian này Vì không có một thứ vàng bạc châu báu nào có thể sánh vì với Thiên Chúa Lạy Chúa, xin phái đức khôn ngoan của Ngài tới đồng lao cộng khổ với chúng con dạy cho chúng con biết tìm kiếm Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan và vâng nghe sự hướng dẫn của Đức Khôn Ngoan để được sống đời đời. Amen. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ